Dạ vâng, em Minh Ô Tô xin chào tất cả mọi người. Thì mới nhất trong ngày hôm nay em tiếp tục lên về mẫu xe Daewoo Gentra sản xuất 2008. Thì sau đây mời các bác cùng em xem tổng thành chiếc xe này. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, chuyên bán ô tô cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể xem những mẫu xe mới nhất mà bên em cập nhật về theo ngày tháng. Thì bên em ngày nào cũng có xe về nên là rất là nhiều xe cho các bác lựa chọn. Đó. Rất là nhiều xe các bác nhé. Nên là các bác hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể xem những mẫu xe mới nhất và bên em cập nhật về theo ngày tháng. Thì đây là con xe gan Daewoo Gentra sản xuất 2008. Đây ta nhìn thấy phía trước của chiếc xe biển 75A14138. Đó, biển số ở Huế các bác nhé. Đây. Các bác nhìn ở trên mạng chrome này. Còn sáng loá luôn, sáng rất là sáng theo xe nguyên bản. Mắt đèn bên này rất là sáng. Và mắt đèn bên này cũng vậy. Hai mắt đèn giống nhau. Cái đèn bi đèn sương mù ở bên dưới đèn vàng rất là đẹp, rất là lối xe. Đó. Con xe được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ các nhé, màn hình cam lùi tí em quay cho các bác, rất là đẹp. Còn đăng kiểm con này cũng rất là dài. Đăng kiểm đến tháng 11 2019. Đó. Đây là mẫu xe mới về trong sáng ngày hôm nay thì em quay cho các bác cùng xem. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô. Vậy các bác nào ở xa có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 để đặt cọc em nó. Đây, ta nhìn thấy phía sau của chiếc xe. Đó, nhìn rất là sáng sủa, rất là sạch đẹp các nhé. Đây, các bác xem từ cái mắt đèn đằng sau đây. Đó. Đây, ốp mạng chrome thì rất là sáng sủa luôn. Đây là cam lùi. Đó, nói chung là con xe này rất là sạch đẹp luôn. Đây, các bác xem mắt đèn bên này đây. Nói chung là con xe này tổng thành rất là đẹp nhé. Các bác nhìn form này thì không được chê được đâu được, rất là đẹp. Dạ vâng, sau đây mời các bác cùng em xem nội thất của chiếc xe. Nội thất của nó rất là sạch đẹp luôn. Đây, các bác xem nội thất được bọc màu da, như là sạch đẹp luôn, không có lỗi gì để chê cả. Đây, từ cái tắp ly cửa đây các bác xem, đó, rất là sạch sẽ luôn. Từ cái vô lăng các bác nhé, vô lăng nó còn độ sần sù vào đây, con này máy rất là chất, đi rất là sướng. Đó. Bác xem nội thất rất là sạch sẽ luôn. Đây, phần táp lô của chiếc xe. Đấy. Phần táp lô. Còn đây là trên này cái màn hình với cả cam hành trình đó nhé. Cam lùi và cam hành trình. Đó, ở trên này luôn. Thì em sẽ bật cho các bác. Đó. Chứ không phải cái gương đâu các bác nhé. Đó. Nội thất thì không phải bàn rồi. Con này máy đi rất là thích. Đây, các bác xem từ 2008 mà cái đinh bấm mở cửa nó còn đẹp như này. Còn độ rắn nó còn sáng loá như này. Đó. Đây, nội thất ghế đằng sau của chiếc xe. Từ cái lót sàn góc nhá. Trần nguyên bản theo xe, trần lỉ luôn. Đó. Đây, các xem đằng sau còn lỉ nguyên bản luôn, hai cái loa. Nói chung là nội thất con này rất là đẹp. Nội thất không có gì để chê cả. Nội thất cực kỳ đẹp luôn. Đó, đây em gài ghế ra cho bác. Đấy. Nội thất rất là chất luôn. Không thể chê đâu được. Đó. Đẹp luôn không? Ok, mời bác nghe xem cái cốp để đồ đằng sau của chiếc xe. Đây, các bác xem cái cốp để đồ đằng sau của chiếc xe đây. Đây về chưa dọn dẹp gì, hơi bẩn một tí các nhé. Nói chung là nó là rắn xe. Đây, xung quanh là lỉ, chưa mất cái gì. Bên này nữa. Đó. Hơi bẩn một tí thôi. Các bác về vệ sinh tí đó ok. Trên này nguyên bản lỉ luôn. Đó, chưa mất. Đó, các kia. Các bác đi chơi để đồ thao rộng rãi. Các bác xem bên dưới rồi nhé. Đây, bên dưới được dán chống ồn. Đó, dán chống ồn rất là ấy nhá. Chủ xe nói chung rất là cẩn thận dán chống ồn vào để cho bảo trì xe. Thứ hai là không ồn nào. Đây có một quả lốp và kích dự phòng nhé. Đầy đủ hết các bác nhé, rất là mới. Kích thước đầy đủ hết. Đó, các bác mua về là sẵn đồ rồi. Ok, sau đây mời bác cùng em xem khoang máy động cơ của chiếc xe. Đây, em quay qua nội thất cho bác xem. Nội thất của con này rất là đẹp. Ok, em sẽ lổ máy cho bác xem khoang máy động cơ của chiếc xe. Ok, máy đã lổ các bác nhé. Máy đã lổ đây, màn hình đây. Đây là cam hành trình các bác nhé. Đi thì nó sẽ vừa đi nó vừa soi ngoài đường luôn. Đó, nó soi ngoài đường cho mình nên là rất là an toàn. Đấy, soi ngoài đường có cái gì biết hết. Đấy, các bác nhìn trước mặt mình là con Gentra đấy. Đó, nên là rất là ok. Đó, các bác xem, đây trước mặt mình là con Gentra 209 màu đen kìa.
Ngancha 209 màu đen nhỉ. Đấy, con đấy thì màu đen 2009 nhá. Con đấy em bán 173 triệu đấy. Các bác nào có thể liên hệ cho em. Ở đây, bác xem. Các anh chị em vào cam lùi cho bác xem, cam lùi. Đó. Đây, cam lùi nó hiện đằng này. Cam lùi đây, các bác nhìn đằng sau chưa? Đấy, nó hiện vào góc này như này. Đó. Nó rất là tốt luôn, lùi là nó rất là nét. Đó. Đó, lên là lúc nào mình được nhìn màn hình như này rất là ok. Ok, sao mà bác em xem mà. Nội thất của chiếc xe. Con này máy thì không ai được phép chê nhá, máy rất là ngon. Nó rất là chất các bạn. Đây các bác chờ tí em mở. Máy nổ êm ru luôn. Đây các bác xem. Máy khô đét luôn nhá. Máy khô đét luôn. Không có tí mỡ mốc gì cả, hơi bẩn một tí thôi. Và em chưa lau chùi gì hơi bẩn một tí. Đó, nhưng mà máy cực kỳ là ngon luôn. Lỗ rất là chất, không có tí dầu mỡ gì chảy cả. Kêu máy lỗ rất là ngon, êm đét. Không có tí rung giật gì cả. Nói chung là con này máy lỗ ngon nhá bác nhá. Đó. Ok. Đây các bác xem, hạ capo xuống máy lỗ vẫn là chất luôn. Nói chung là đường cao tốc các bác cứ đi 120, 150 nó rất là khỏe luôn. Đó. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, chuyên bán ô tô cũ toàn quốc. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái chào tạm biệt các bác.